quả trân đã về. Quân nguyên tràn sang đất Diệp ta, lòng luôn căm hờn khi núi sông, muốn dân sống trong cơn lầm than, hờn căm ngút ngàn quân xoáy lâm. Bệ hạ, quả trân cầm gan thù quân cướp ngoài xâm, lòng ta rửa hờn cho nước non, muôn dân nước Nam đang gào thét, đem binh chống ngăn quân thù trên xứ quê. Bệ hạ ơi, trước cảnh quốc phá gia giống thì lòng mãi không nào nung chúa. Trời sáng là ngài hát câu Tây Hòa,
cùng muôn dân reo mừng. Khi non sông tàn giặc thù không còn kinh chiến, muôn dân á khúc reo hò mừng ngày non nước vinh quang. Bệ hạ, quả trân xin tạm biệt. Quả trân, hãy bảo trọng lấy thân. Tạm biệt. Thánh thượng giá lâm. Thần xin thỉnh an hoàng thượng. Thượng phụ hãy đứng lên, chúng ta là người một nhà, xin chớ bài nghi lễ của triều đình mà thêm cách biệt. Muôn tâu hoàng thượng, thần suốt ngày chỉ biết nghe kinh kệ, mong tánh hoàng lượng thứ. Thượng phụ, trẫm là học trò, cũng là đệ tử của thầy, đáng lý ra kính lễ thầy mới đúng. Muôn tâu, hôm nay hoàng thượng giá lâm đến đây hẳn có chuyện gì quan trọng. Thưa thượng phụ, giặc Nguyên Mông xâm lấn cõi bờ thì làm sao khỏi tội sát sanh? Tâu hoàng thượng, tội sát sanh là tội đứng đầu trong năm giới cấm. Những sát sanh chủ động do ý của mình mới là có tội, còn việc ra trận là ý của toàn dân, chứ nào phải là ý riêng của hoàng thượng. Hoàng thượng hãy nghe một bài kệ của tổ sư. Vô vị chân nhân thịt đỏ ào, hồng hồng bạch bạch chớ lầm nhau. Ai hay mây cuồng không toàn thân, sương biết bên trời một núi xanh. Thưa thượng phụ, có nghĩa là ngài sát thân này mà giữ lại thì không thể nào được. Tuy có thân nhưng đừng lầm, thân là thật, lầm cảnh là thật, vọng tưởng là thật, mà chỉ có cái tâm của mình nếu ai nhận được mới là thật. Thượng phụ, nhưng mà... Nhưng mà sao? Thượng phụ, thượng phụ ơi, dần đến lúc lâm nguy, quân Nguyên đang xâm lấn biên thùy, khi đạo già đời phải gánh nặng ngay da. Đứng giữa nơi đây trầm phố bao giây, non sông chậm biết tu hành thì phải có từ bi, lòng khó nỗi an tâm thì đối diện với đời, nếu lỡ gây tội rồi thì biết phải làm sao. Hoàng thượng, người xuất gia phải giữ giới cấm sát sanh không hại vật, nhưng dẫn nước đến hồi nguy biên thì biết lấy ai mà cảnh giác sang. Giữ lòng mình cho thanh tịnh,
cư trần bất nhiễm mới là bậc thánh nhân. Việc quân cơ triều chánh định phân, nhưng lòng ngài không biết làm sao cho trọn đạo. Ngài nên giữ lòng mình chớ sanh lòng dây tạo, thì việc sát sanh không còn ở nơi ngài. Thầy ơi, Phật pháp thật là cao siêu, làm sao con hiểu được lời lẽ của thầy, làm cho đệ tử khó mà biết được rõ ràng. Thượng phụ, thượng phụ. Hoàng thượng ơi, người tu hành chỉ cần một chữ tâm, và không nên phân biệt để chấp vào. Hoàng thượng đấu sát sanh hay chém giết một lần nào? Mặc dù hôm nay hoàng thượng đích thân nghênh chiến, tôi khuyên ngài đừng đem tội vào tâm. Thầy ơi, phận tu hành giữ vẹn ngàn năm, luôn trong sạch nơi mình sẵn có. Khi đối diện với đời cần nên tỉnh thức, cho nhân sanh thấy được đường đi hướng về. Cái niệm này là cái niệm của chúng sanh, ngài đừng đem vào rồi sanh ra phiền nào. Nếu ngài còn do dự không ra chiến trận, thì việc cứu dân lành biết nhờ đến ai đây? Nhân duyên này của ngài, việc làm này của ngài, thì ngài phải làm tròn sống phận sự. Tình quân dân như cá với nước, ngài nên nhớ mà làm. Hoàng thượng ơi, dù cho sóng gió có ngửa nghiêng, ngài cũng phải vững con thuyền chèo chống. Dù cho dẫn nước có đến hồi nguy biến, thì ngài cũng phải vững tâm mà nước dầm băng ngàn. Chẳng nên nghĩ suy, cũng không nên lo lắng. Sẵn việc quân cơ, sẵn binh hùng tướng mạnh, thì ngài chỉ tùy duyên trần mà làm lợi ích cho nhân sanh. Tâu cùng thánh chúa, Phật tại tâm thì đừng có lưỡng lự đắn đo. Hơn nữa việc này nào phải là ý của ngài đâu, mà là bổn phận của một đấng mài râu. Trăm thương muôn dân đã chịu nhiều cơ cực, thì làm sao cho hạnh phúc được nơi đây? Nhờ minh quân, nhờ trăm họ, nhờ thần dân, được áo ấm cơm no, sống đời an cư lạc nghiệp, thì lòng ngài đây phải sáng suốt phi thường. Đừng lầm lẫn niệm trần màng, chân tâm trước bệ ngọc các lân, trăm sinh có lời bái tạ. Lời nói của người đã làm
trẫm được yên tâm. Thưa thượng phụ, lời thượng phụ là khuôn vàng thước ngọc, trẫm an lòng trước lúc thân chinh. Thần xin lui về cung đội chờ binh chiến thắng. Xin bái biệt tôn sư, đội ơn hoàng thượng. Từ tâm ta xin chứng minh con tấn lòng diện dình đạo pháp, cứ muôn dân thoát dòng tai ương, cầu ơn trên xin chứng cho lòng. Đang thảm thương ta đây trong lòng đau xót, xin với ơn của cao dày chứng cho tâm cứu độ. Dám tâu hoàng thượng. Hoàng hậu, đêm đã khuya nàng vẫn chưa ăn giấc. Muốn tâu hoàng thượng, thần thiếp làm sao ăn giấc khi chàng phải chịu cảnh gió sương. Chuyện quân cơ chàng gánh nặng hai vai, lòng cánh cánh niềm riêng cho xả tắc. Nàng ơi, ta vì dân vì nước khoác chiến bào để cứu lấy giang sơn. Lòng ngổn ngang như trăm mối tơ giò, ôi sẽ thắt từng cơn nghe chúa xót. Lòng trống sạch khi dấn thân vào chiến địa, nàng ơi ta có tình yêu rất đượm nồng, yêu đời yêu đạo lẫn non sông. Tình yêu mà chẳng riêng ai hết, yêu cả giông nổi hoàng thượng ơi, thiếp nhớ lại ngày nào mình chung bước, vai kề vai ta nói tiếng yêu thương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tắt sang nhà. Yêu bằng lòng vì tha, bằng tâm vô phân biệt, chân thật vô cùng, chan chứa bao niềm thương. Dù chiều nắng xuống hay mưa cuồng gió loạn, dù bao nhiêu cay đắng cũng không sợ. Ta chỉ mong sao nhân loại dứt quán. Trùng quán ngàn thu mới gặp, thiếp muốn được cùng ai chia suốt niềm cay đắng trong lòng. Chiến trường mũi giáo đường tên, hoàng thượng nên cẩn thận chớ để hao mòn giấc ngông. Thiếp dẫn mình là vẫn quần hoa, đâu được như chàng đền ơn sông núi. Tạm gác cả xa qua chiến bào, lên đường để cứu lấy gian sang, đền ơn nước tình nhà. Thiền môn trợ góp Phật Đà Nam Mô. Lòng trăm đây mới thấy an vui trong nhà. Ta và nàng lo cho trọn đạo, nơi triều ca sớm tạo nhân duyên. Hoàng thượng, hoàng hậu, nhớ
nhìn cảnh nước mất nhà tan, dân lành lầm than, không khổ thì làm sao không đau xót già anh hùng. Đứng giữa trời Nam một gọi thăng trầm, ta nghe rơi rứt khi trong lòng nhiều loạn lạc. Phát chiến bào đối mặt với lũ ngoại bang, dù hiểm nguy cách trở ngăn sông, nhưng lòng trầm vẫn quyết làm tròn bổn phận. Bổn phận với non sông, với sang hà xa tắc, bổn phận với nước non và đạo đức nơi mình. Ngàn thờ non sông đất Việt này, Thăng Long một cõi rạng trời mây, quê hương mãi mãi màu tươi sáng, đất nước còn đây giống lạc hồng. Hoàng hậu ơi, một cõi trời Nam đang tươi sắc thắm, thành Thăng Long sẽ nhuộm thâm chinh mi. Nhưng ở Tây Giang đâu thật có ra gì, đời mong quyển hộp tan theo cõi tàn. Ta và nàng cùng nhau lo cho trọn đạo, một kiếp này ngay thảo báo hoàng ân. Thương nàng thương cả nhân sanh, mong sao áo ấm cơm no thành bình. Hoàng thương là một đấng minh quân cao cả, thương dân lành chàng đã ban ra. Nàng ơi hãy hiểu lòng ta, làm sao cho được triều ca khải hoàng. Tình chung tha thiết vẹn câu thề, ai chia xa lòng chăng đau. Rồi nặng nỗi đau vì dân, bao yêu thương từ đây nay phải cam chia lìa. Giặc tràn sang chiếm thành, giặc phá quê nhà ta, gieo đau thương đầu xanh cho yến quanh xa lìa. Chúng cho nguyện ước mai này đây chung bóng thanh bình, tình ta luôn ngời sáng dù biệt ly dân trong. Bao nỗi niềm chưa chan, tình trăm năm mãi chờ. Tạm biệt nàng, ta lo tu chỉnh binh cơ chờ giờ xuất trận. Chúc Thánh Hoàng mã đáo thành công. Hỡi ba quân, truyền lệnh tấn công. Đứng giữa nơi đây
trong phố bao dây non sông.